Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình mỗi ngày một mẫu chuyện thiền. Con Ngọc Phương kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm 2018. Con đang ở tại Chùa Giác Ngộ 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10. Hôm nay con kính kể cho quý vị nghe một mẫu chuyện với tựa đề là Buồn làm sao buông. Quý vị sẵn sàng lắng nghe nhé. Quý vị có từng buồn không? Hãy thử nghe cái mẫu chuyện để có ý nghĩa bài học nào chúng ta có thể áp dụng được cho nỗi buồn của mình. Mẫu chuyện được kể rằng có một cô gái nọ rất đau khổ trong chuyện tình cảm của mình, và cô ấy đã đến tham vấn với một vị thiền sư. Sau khi lắng nghe câu chuyện và rất là đồng cảm với cái tâm tình của cô gái, vị thiền sư ôn tồn kể cho con nghe một mẫu chuyện khác như sau. Có một anh chàng thanh niên nọ leo núi, leo rất cao, 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 đến gần đỉnh núi thì bẩm đạp vào một cái cành cây khô trong vách núi mà rẹt, gãy cành cây và anh ta hết chỗ bám víu, rơi tự do trên một cái vách núi xuống một cái vực thẳm cực kỳ là sâu. Và trong lúc rơi như vậy, những cái gì đau khổ và hạnh phúc của một đời như là một cuộn phim trong tích tắc quay lại trong gang tấc. Anh ta vô cùng hốt hoảng, biết mình chuẩn bị chết và la lên cứu, cứu, cứu. Tự động có một sợi dây như là một cái rễ cây buộc người anh ta lại. Ở trên cái rừng cây rất là nhiều rễ, và anh ta giữ được cái sợi dây đó, ngước lên và nói có ai đến đó không cứu. Bỗng có một cái âm thanh rất là trầm hùng. Có, ta đây, ta là Chúa đây, Chúa ơi hãy cứu con. Nhờ người có tin ta không? Dạ con tin. Vậy thì hãy cắt sợi dây ấy đi. Sáng hôm sau, đoàn cứu hộ tìm kiếm cứu nạn, người ta thấy một cái xác chết treo lơ lửng ở trên không trung dưới một cái vách đá và dưới một cái vực thẳm, và cái tay anh ta vẫn còn nắm chặt vào cái sợi dây, và anh ta cách mặt đất chỉ có 1 mét. Và vị thiền sư quay qua hỏi cô gái: con nghĩ sao? Chàng thanh niên đó muốn chết hay muốn sống mà là nắm sợi dây đó? Cô gái trả lời: dạ dĩ nhiên muốn sống. Vậy tại sao anh ta chết? Cô gái trầm ngâm. Và vị thiền sư nói tiếp: con à, con đến tìm ta cũng bởi vì con muốn sống đúng không? Dạ đúng. Vậy thì có khi nào trong một đời con nghĩ rằng những cái thứ mà con đang bám dính, những cái thứ mà con đang giữ gìn, những cái thứ đó có phải là những cái thứ mà con phải buông đi nhất để con được sống không? Bởi vì giống như vậy với cái sợi dây kia, anh chàng nghĩ đó là cái nơi cứu anh ta, nhưng cuối cùng sợi dây ấy lại giết anh ta chết. Có nhiều cái quá khứ mà mình cố níu kéo nó, bởi vì mình nghĩ rằng nó có thể giúp cho mình sống, nhưng mà mình níu kéo nó chừng nào, mình nặng nề nó chừng nào, mình quan trọng hóa nó chừng nào, thì nó vô tình là một cái sợi dây treo cổ giết mình chết chậm. Nếu mà mình không để quá khứ ấy chết đi, thì mình đang chết bằng cái thân xác không hồn, thì vũ trụ sẽ rất là thương mình và nó sẽ giúp mình chết cái thân đó, giống như nó giúp anh chàng kia chết. Bởi vì sống mà đã không còn hồn, tức là một cái xác biết đi, thì vũ trụ sẽ giúp ta chết luôn cái thân này, để cái thứ mà cái thân này bám víu dính mắc đó nó không còn nữa, thì nó cũng phải đi vào một cái thế giới mới, một cái sự tái sinh đầu thai mới để có một cái cuộc sống mới. Như vậy cái chết nó là cái cách vận hành của vũ trụ bằng cái tình yêu đại đồng, nó giúp cho một người đau khổ không buông xả được để có một cuộc sống mới. Nếu đủ phước thì làm người theo kiểu nào đó, nếu không đủ phước thì làm những loài khác, tùy theo cái nghiệp lực mà đi. Nhưng chắc chắn là sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác và mới, không đủ, không còn gánh nặng ở trên vai. Con thử nghĩ, một con người mà nếu với sinh ra họ nhớ hết quá khứ yêu ghét hận nợ nần thương nhớ của cái người này người kia,
thì ánh mắt của họ có còn trong xanh như bé thơ đấy, bàn tay của họ có còn trắng bóc như vậy, đôi vai của họ có nhẹ tên, nụ cười của họ có thiên thần như vậy không? Không được. Vậy con nên biết, nếu con để quá khứ sống trong con thì con đang là một người đã chết, và vũ trụ sẽ vận hành qua cái thân xác này của con một lúc nào đó như anh chàng kia, thì lúc đó đã quá muộn và con không thể có một sự chọn lựa nào nữa nếu mà vũ trụ giúp con. Nhưng mà làm sao bây giờ nỗi khổ trong lòng con nhiều quá, mong thầy chỉ cho con cách để thực tập. Vị thiền sư tiếp tục: tốt, ta hiểu rằng cái nỗi khổ ấy không phải nói buông là được, nhưng con đã muốn buông là tốt. Con hãy vào trong rừng, đi những tàn lá, đi dưới những tàn lá xanh, để thấy được sự sống dạt dào đang hiện hữu của hiện tại đi vào trong con. Con hãy thấy những chiếc lá vàng rơi, để con thấy được sự chết cũng chính là sự sống. Chiếc lá ấy phải rơi đi để chiếc lá non được sinh sôi nảy nở. Mùa đông kia phải tàn đi để mùa xuân lại được xuất hiện. Từng ngày qua, mùa đông vẫn là đón đưa xuân về. Miễn là con đừng có ngu nghe, đừng có ngây thơ, đừng có vô minh. Để chi? Để mà ngồi đây đợi, sớm mai người sẽ quay về. Rồi từng ngày trong con sẽ héo hắt, từng ngày trong con sẽ đau buồn. Con đừng có kháng cự lại cái dòng chảy luôn liên tục thay đổi của cuộc đời, bởi vì sức sống là nó tạo lên do sự thay đổi. Mà con đang sống, tức là con làm một với cái dòng chảy đó. Nếu con kháng cự là con sẽ chết. Mà nếu con không chết, con đã chết cái tâm, mà nếu cái thân còn sống thì vũ trụ sẽ cho con chết luôn cái thân, để rồi cái tâm kia nó cũng theo đó mà nó đi có một cái cuộc sống mới. Con hãy đến những cái đám ma của người bạn của mình và nhìn sâu vào cái xác chết của người bạn ấy. Nỗi khổ của con kia chỉ là một hạt bụi, nó sẽ biến mất khi con thấy được đời sống quý giá nhất không phải là nỗi buồn của sự dính mắc tạo ra, mà là bởi vì con kháng cự cái sự vô thường. Khi con thấy được cái thân này còn sống, nó là một giá trị, thì chút nỗi khổ, nỗi buồn bằng sự dính mắc vô minh kia sẽ tan biến. Con hãy nhìn sâu vào những cái chết của những con người. Con hãy nhìn sâu vào cái chết của một chiếc lá. Con hãy nhìn sâu vào sự thay đổi nào đó của tự nhiên, của một cái cây gỗ mục, của một cái cây nấm nó chết, hay là của một cuộc chia ly bạn bè, của một mối quan hệ đổ vỡ. Tất cả những thứ đó đang hằng ngày ở xung quanh con. Hãy thực tập như vậy. Và hãy nữa, đừng ngồi lại ở trong một căn phòng đóng bốn bức tường lại và ngồi trong đó làm nạn nhân của quá khứ về. Bởi vì khi ngồi xuống yên tĩnh trong một chỗ thì đó chỉ có con người có khả năng làm bạn với chính mình. Bằng không, người đó nếu có quá nhiều quá khứ thì quá khứ sẽ chiếm lĩnh tâm hồn ấy, và con sẽ làm nạn nhân rất đau khổ thôi. Khi ngồi xuống, quá khứ là đẹp nhất. Cho nên khi hành động, tương lai là đẹp nhất. Vì vậy con hãy hành động. Hành động bằng cách ngủ sớm đi, để mà dậy sớm 3 giờ, 4 giờ, 4 rưỡi, hoặc là ít nhất đừng có dậy qua 5 giờ. Cái dương khí của trời đất nó sẽ hỗ trợ con trong một cái bước đi có mặt của con, bước đi có cái chánh niệm và chú tâm của con vào trong mỗi bước đi. Con sẽ chạm được cái sự sống trong một phút giây hiện tại. Nếu con chưa làm được, con hãy thử nghiệm cách này, đi từ điểm A đến điểm B. Con đi với một cái quá khứ đau khổ trong đầu, con sẽ chả thấy gì hết ngoài chính cái đau khổ đó. Và khi tới điểm B, con hãy để chỗ đó một cái bảng là quay về phút giây hiện tại. Và con đi từ điểm B về điểm A với một cái tâm ở hiện tại hoàn toàn. Con sẽ chạm được giọt nắng bình minh rất đẹp. Con sẽ thấy được cái ống ánh long lanh của giọt sương như là những viên kim cương màu nhiệm. Con sẽ thấy được cái luồng gió buổi sáng mát rượi trong lòng. Con sẽ thấy được bước chân của mình nhẹ nhàng như đi thiên đường vậy. Con sẽ thấy sự sống này lung linh và có thật như chưa bao giờ có. Con sẽ chạm được cái sự hiện hữu màu nhiệm của những gì mà con nghĩ con có vĩnh viễn. Không, con sẽ biết rằng nó sẽ mất đi. Cái sự sống nó đang thay đổi liên tục, và con sẽ có đủ một không gian và sự vững vàng để đối diện với quá khứ đó. Và con hãy học cách quét một cái nhà, rửa một cái chén, nhai một miếng cơm, nuốt cơm xuống, làm những hành động mà hãy có mặt hoàn toàn trong hành động đó với cái tâm trọn vẹn của mình. Tức là để cái hiện lượng, cái thế giới đang là của hiện tại này, nó đi vào trong con và nó nuôi dưỡng cái năng lượng sống ấy. Thì
cái quá khứ kia nó phải ở một bên. Con không thể dùng cái quá khứ để ngồi ở đây mà nhìn một cái tàn lá xanh đang rung rinh trước gió, hay chiêm ngưỡng một dòng người qua lại, hay nhìn những tòa nhà cao với một cái tâm tĩnh lặng được. Hai thứ đó không thể ở một chỗ. Quá khứ chết đi là bởi vì hiện tại tràn trề sự sống, mà quá khứ trở về thì mọi thứ ở đây chỉ là xác chết không hồn. Vậy hãy thực tập như vậy, đừng ở trong phòng nhiều. Hãy đến một tăng thân tu tập để cái năng lượng tỉnh thức của họ đẩy con về phía trước. Hãy nhìn những chiếc lá mùa thu rơi, những cái sự thay đổi liên tục của sự sống. Hãy đến những cái nơi mà những cái xác được thiêu đi, những người bạn mình ra đời, hay bất kỳ một cái sự cố nào. Con sẽ học được bài học vô thường, và con bắt đầu dễ chấp nhận hơn với sự ra đi của cái người mà con thương tiếc. Bởi vì cái nỗi khổ trong lòng con nó nói lên một điều rằng con đã có một cái gì đó sai sai. Con tới đây để tìm hạnh phúc, thì khi mà có hạnh phúc mà con lập tức dính mắc vào, con dính mắc vào hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó nó sẽ nhanh chóng rời xa con, để cho con đau khổ. Thì cái đau khổ này là một cái dấu hiệu tiếng chuông để cho con biết rằng con tới đây không thể để hạnh phúc. Cuộc đời không thể làm cho con hạnh phúc, vì cuộc đời là vô thường. Con dính vào đó con sẽ đau khổ. Vậy cái vấn đề ở đây không phải là con bỏ, con học buông bỏ, chứ con làm sao thầy? Con phải học đừng dính mắc. Con đừng dính mắc tức là đừng có để cái keo 502 là lòng tham của mình đó dính vào từng đối tượng một. Bởi vì nếu con bỏ keo 502 đó thì mắt con nhìn chỉ biết nhìn thôi, tai con nghe chỉ biết nghe thôi, con tạo ra công việc, tạo ra thành quả, tạo ra mọi thứ, nhưng tạo ra thôi, và con không dính mắc. Bởi vì con không có cái lòng tham ở trong đó quá nhiều. Bằng không con cứ học buông bỏ, con bỏ cái này nhưng mà keo 502 ở trong đó nó vẫn còn, thì con dính cái khác. Không lẽ con đi bỏ tất cả những thứ thế gian này con dính, con sẽ không đủ thời gian để bỏ từng cái một. Vậy hãy bỏ cái thứ mà nó làm cho con dính vào đối tượng, chứ không phải con bỏ cái đối tượng mà dính vào con. Như vậy, hãy học cách bỏ. Nếu con không bỏ thì con sẽ khổ. Để cái khổ đó con không chịu nổi, vũ trụ sẽ thương con quá và giúp con bỏ bằng cách con không còn mạng sống này luôn. Vậy chốt lại nhé, rằng hãy học cách để sống bình yên bằng cách buông bỏ tất cả. Hoặc là đợi một cái chết mang đi với một cái hành lý gánh nặng ở trong lòng. Con muốn sống hay muốn chết? Con muốn sống bình yên hay muốn chết nặng nề? Đó là lựa chọn của mỗi con người chúng ta. Vì thiền sư kết thúc ở đó. Và cô gái ấy cũng có thể là bất kỳ những ai. Chúng ta không có để cho sự sống chảy đi như một dòng chảy xuân hạ thu đông của vũ trụ vận hành. Ta đang kháng cự lại một chiếc lá vàng rơi, thì làm sao ta có thể thấy được một cái chiếc lá xanh mơn mởn? Ta muốn cái hoa hồng này đẹp hoài, thì ta sẽ cầm ở trên tay 5 phút, 15 phút nữa là một đóa hoa héo khô và tàn úa. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó là những gì chúng ta có thể ứng dụng được trong đời sống hàng ngày của 24 tiếng hôm nay. Kính đại chúng hoan hỷ.